Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với anh em cơ chế di trú mới ở bản cập nhật 7.0 sắp tới nhé. Rồi, trong phiên bản 7.0 thì Dev sẽ thực hiện các điều chỉnh sau đối với các quy tắc nhập cư trực tuyến như sau. Đầu tiên thì Dev sẽ triển khai các nỗ lực di chuyển miễn phí giữa các máy chủ nhất định. Nghĩa là việc di chuyển giữa các máy chủ này sẽ không còn yêu cầu lệnh di chuyển nữa. Điều đó có nghĩa là bạn có thể chọn chiến đấu trong các máy chủ phù hợp hơn với mình với chi phí thấp hơn. Và để tạo điều kiện cho người chơi di chuyển nhanh hơn và kịp thời hơn trong máy chủ vinh quang, máy chủ sẽ có thời gian hồi chiêu ngắn hơn, không phụ thuộc vào thời gian hồi chiêu di chuyển 30 ngày thông thường. Và chức năng này chủ yếu sẽ được mở cho các máy chủ đã mở được trong thời gian dài. Thì Dev hy vọng chức năng này có thể mang đến cho người chơi từ các máy chủ cũ nhiều niềm vui hơn. Và cái thứ hai, Dev sẽ áp đặt các hạn chế nhập cư trên một số máy chủ. Hạn chế này chủ yếu để đem lại để đảm bảo rằng là sức mạnh tổng thể giữa mỗi máy chủ sẽ được cân bằng. Do đó Dev sẽ chia các máy chủ thành 3 nhóm theo số ngày mở, từ 0 cho đến 180 ngày, từ 180 ngày đến 300 ngày và trên 300 ngày. Sau đó sắp xếp tổng power của 300 người chơi đầu tiên của mỗi nhóm. Và các máy chủ hàng đầu sẽ được đánh dấu là máy chủ vinh quang. Tổng sức mạnh sẽ được tính toán thường xuyên và mỗi lần như vậy bảng xếp hạng sẽ được làm mới. Và nếu như người chơi muốn chuyển sang một cái máy chủ vinh quang, họ sẽ phải tuân theo một cái giới hạn sức mạnh nhất định. Và nếu như sức mạnh của họ cao hơn cái mức giới hạn này, họ sẽ không thể di chuyển sang được đến đó. Và tuy nhiên, máy chủ vinh quang sẽ cung cấp các cái việc là phê duyệt di chuyển đặc biệt cho một số người chơi nhất định đã vượt quá cái con số giới hạn sức mạnh mỗi tháng này. Và người chơi được phê duyệt thì có thể di chuyển thành công đến cái máy chủ vinh quang. Các máy chủ ở các giai đoạn khác nhau sẽ được chia lại theo số ngày mở, ví dụ như là từ 0 cho đến 180 ngày, từ 180 ngày đến 300 ngày và trên 300 ngày. Và để đảm bảo được tính công bằng cho các người chơi ở các giai đoạn khác nhau thì Dev đã thực hiện đồng loạt các hạn chế di chuyển giữa các máy chủ có số ngày mở cao hơn sang các máy chủ có số ngày mở thấp hơn, chứ không phải chiều ngược lại. Ví dụ như là cái người chơi từ máy chủ đã mở hơn 300 ngày thì không thể di chuyển sang máy chủ đã mở dưới 300 ngày được. Nhưng ngược lại là người chơi từ máy chủ đã mở dưới 300 ngày thì có thể di chuyển sang một cái máy chủ mới mở được lâu hơn 300 ngày. Rồi để dễ hiểu hơn thì anh em chúng ta cũng có thể theo dõi vào cái hình vẽ mà trên fanpage đã công bố cách đây ít lâu. Thì chúng ta có thể phân tích ở đây cho nó dễ nhìn này. Cái dòng đầu tiên là máy chủ anh em đang đứng, thì nó sẽ chia ra làm các trường hợp là anh em đã chơi được 180 ngày, hoặc là đã chơi được 180 ngày đến 300 ngày, hoặc là chơi ở các máy chủ mở trên 300 ngày. Đấy là máy chủ chúng ta đang chơi ở hàng đầu tiên. Rồi cái máy chủ đích mà chúng ta muốn nhảy đến, nó sẽ tính ở cái cột đầu tiên. Thì những cái máy chủ đích này nó sẽ chia ra làm hai loại, là máy chủ vinh quang hay là không. Thì máy chủ vinh quang là máy chủ được tính tổng pâu của 300 người đầu tiên của cái máy chủ đó, sau đó sẽ sắp xếp, mình đã phân tích rồi. Và cái máy chủ vinh quang hay là không thì nó cũng chia theo các ngày khác nhau. Vậy là theo cái quy tắc ban đầu mà mình giới thiệu thì những cái người chơi mở ở các máy chủ cũ sẽ không thể nào mà nhảy về những cái máy chủ mới được. Và ngược lại thì những cái người chơi của máy chủ mới thì có thể nhảy đến được những người chơi của máy chủ cũ. Điển hình nhất là cái cột thứ hai mở từ 0 cho đến 180 ngày. Chúng ta nhìn cả cái cột đó thẳng xuống là nó có thể nhảy đến được máy chủ mở 180 ngày, máy chủ vinh quang hoặc không vinh quang, di cư được hết. Và thậm chí nhảy được cả đến những cái máy chủ mở 300 ngày. Đúng không? Và cũng bị giới hạn về hỏa lực. À, và cũng có thể di cư được, vân vân. Nhưng mà gì, những cái người chơi mà thuộc ở máy chủ trên 300 ngày thì chúng ta có dòng là không được phép di cư vào các cụm máy chủ từ 300 ngày đổ lại. Đó là cái giới hạn mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ngày. Rồi cái tiếp theo là đối với cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy cái phần giới hạn hỏa lực, chính là cái phần mà cái mức sàn thấp nhất do cái máy chủ đó quy định, là
nếu như mà cái power của chúng ta lớn hơn cái sàn lực chiến mà máy chủ đó quy định thì chúng ta sẽ cần phải có bị áp dụng cái di cư đặc biệt. Tức là máy chủ, liên minh đứng đầu cái máy chủ đó sẽ chỉ được chấp nhận 3 cái người chơi vượt quá cái mức power của hệ thống yêu cầu đó. Và các tháng tiếp theo thì máy chủ đó chỉ được nhận 1 người chơi nữa thôi. Điều này nó sẽ hạn chế cái việc là boss tập trung về cùng một máy chủ để bắt nạt các cái máy chủ mới hơn. Và việc tuyển dụng boss thì chúng ta sẽ phải cân đo đong đếm, bởi vì một khi boss đã nhảy về một cái máy chủ nào đó thì nó sẽ biến cái máy chủ đó thành máy chủ vinh quang hay không. Và cái việc điều kiện di cư đến cái máy chủ đó nó sẽ khắt khe hơn. Tương tự như vậy thì ở mặt phía bên kia là những cái người chơi mà muốn đến một cái máy chủ bình thường thì nó sẽ dễ dàng hơn, và chúng ta sẽ không cần phải tiêu tốn quá nhiều cái vé như ngày xưa nữa. Cái thông tin cuối cùng đó chính là khu vực. Các máy chủ mở trên 500 ngày sẽ được chia thành các khu vực khác nhau. Điều này nó cực kỳ quan trọng và nó có thể ảnh hưởng đến cái quá trình trải nghiệm của trò chơi của chúng ta ở bản 7.0. Đơn giản có thể hiểu, trò chơi nó sẽ chia các máy chủ trên 500 ngày ra các mốc khác nhau dựa vào lực chiến của 300 người chơi hàng đầu. Sau đó nó sẽ sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, giống như anh em đang nhìn thấy ở đây. Chúng ta có thể có 5 cái khu vực. Khu vực 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với các mốc lực chiến khác nhau. Và người chơi ở trong cùng một khu vực thì có thể di chuyển miễn phí, không mất vé nhé. Và có cái thời gian delay là 7 ngày, tức là chúng ta phải ở một máy chủ trong cái khu vực đó 7 ngày, sau đó mới có thể nhảy sang một cái máy chủ mới ở trong cùng khu vực đó mà không bị mất vé. Đấy chứ? Ví dụ mình đang chơi ở một máy chủ thuộc Region 1, thuộc khu vực 1, thì mình có thể nhảy đến những cái máy chủ khác cũng thuộc cái khu vực 1 này mà không mất vé. Đó. Còn lại thì các yêu cầu di cư nó cũng giống như trước khi cập nhật thôi. Đều yêu cầu các bạn cần phải có vé, cần phải thỏa mãn điều kiện về delay số ngày là 30 ngày, yêu cầu đạt cấp chỉ huy 25 và không ở trong liên minh. Đồng thời là chúng ta sẽ phải thoát hết tất cả các chức vụ của thành phố và bắt đầu ở các city 1 mà chúng ta muốn, sau đó là chọn cái máy chủ. Cái này thì chúng ta đã quá quen ở các phiên bản cũ rồi. Rồi, hy vọng là thông qua video clip này thì bạn đã hiểu cơ bản về cái cơ chế di trú mới của bản 7.0. Và đâu đó cái cơ chế này nó sẽ gây ra một số cái tình trạng gọi là hỗn loạn ở từng cái máy chủ nhất định. Thì hy vọng là anh em chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận một cách bình tĩnh cái thông tin và cái quá trình cập nhật này. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.